Chào các bạn, quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Nay thì đây là một cái mỉa mình đang đúc thử rồi, mình sẽ ra khuôn cho các bạn xem nhé. Đây là mỉa này mình đã đúc rồi nhá. Đây là hàng này là đã có chất phụ gia cho vào rồi. Đấy, thì mình sẽ ra khuôn thử cho các bạn xem. Riêng những cái hàng mà đã có phụ gia này thì nó lại rất dễ ra khuôn các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần gõ nhẹ là nó ra rồi. Hàng mà đã có phụ gia thì nó lại rất dễ ra khuôn. Đấy, viên da bóng mịn đẹp. Các bạn thấy không? Viên da cực kỳ là bóng mịn và đẹp luôn. Các bạn chỉ cần đúc đơn giản thôi nó đã đẹp rồi, không cần phải rung gõ nhiều nó cũng vẫn bóng. Đấy, vẫn mịn đẹp các bạn thấy không? Đấy, viên cực kỳ chắc chắn này. Số to rõ ràng này. Đấy, con này là con 25 30. Đấy, các bạn thấy không? Cực kỳ là chất luôn. Các bạn có nhu cầu về khuôn đúc và các dòng phụ gia thì có thể liên hệ số điện thoại của mình đây. Đấy. Đây là con H7 này. Đấy, mình sẽ ra khuôn cho các bạn xem nhé. Nói chung là các bạn ra khuôn thì mình nên nhẹ nhàng từ tốn thôi. Đấy. Khuôn của